Hello mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhân Laptop Bàn Trọn Đời để cùng đi trải nghiệm các dòng sản phẩm laptop trên thị trường. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục chúng ta đi trải nghiệm một cái dòng laptop nhập khẩu, đó là dòng Dell Latitude. Thì cũng giống như các dòng HP Lightbook, như mình cũng đã nói những cái video lần trước, thì HP Lightbook hay là Dell Latitude không có phân phối hay là những đại lý chính thức tại thị trường Việt Nam. Nếu mà chúng ta muốn mua những chiếc máy này thì chúng ta chỉ có thể chúng ta đặt hàng về, hoặc là chúng ta chấp nhận mua một chiếc máy nhập khẩu cũ. Đó là những cái điều rủi ro mà chúng ta cũng thấy, nên là mình phải tìm mua một cái nơi mà mình cảm thấy tin cậy, được người quen giới thiệu, hay là mình đã từng trải nghiệm ở những cái cửa hàng, những cái shop đó mà mình thấy ok thì mình đến mình test để mình mua. Quay lại với cái chiếc Dell Latitude 3400. Chiếc máy này thì được sản xuất năm 2018. Có cấu hình cũng rất là mạnh, Core i7 với 4 nhân và 8 luồng, RAM là 8GB SSD 256. Đặc biệt cái chiếc máy này có cái card đồ họa rời, đó là Nvidia GeForce MX130. Do là trong các video lần trước thì mình cũng có giải thích cho mọi người cái thông tin, nghĩa là nếu mà để mà phục vụ cho cái nhu cầu về đồ họa và gaming thì mình mua một cái chiếc máy tầm khoảng 15 đến 20 triệu thì mới ổn được. Ngoài ra thì nếu mà mình có nhiều hơn nữa thì có thể mình sẽ mua những chiếc máy nó cao hơn, cấu hình nó mạnh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là với một cái nguồn ngân sách hạn hẹp, có thể phục vụ được cho cái nhu cầu trong ngắn hạn của mình, thì xài được trong khoảng vài ba năm mình có thể mình nâng cấp, mình đổi. Thì ví dụ như những cái phần mềm nặng, ví dụ như về đồ họa kỹ thuật, ví dụ như là AutoCAD nè, Revit nè, SketchUp nè, về bên những cái phần mềm bên cơ khí, ví dụ như là Mastercam hay là Inventor chẳng hạn. Còn với những cái phần mềm mà phục vụ cho cái nhu cầu về 2D như là Photoshop, Corel, Illustrator, hơn thế nữa ví dụ như là Adobe Premiere, thì cái phần mềm nó cũng hơi nặng nhưng mà vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Ngoài ra thì có thể giải trí được những cái game như là Liên Minh, Liên Quân, Võ Lâm Truyền Kỳ hay là Gata, PUBG chẳng hạn, thì vẫn đáp ứng được. Ok, chúng ta sẽ quay lại cái chủ đề chính là chúng ta sẽ đi trải nghiệm một cái chiếc laptop nhập khẩu, đó là dòng Dell Latitude 3400. Với cái dòng này thì mình sẽ đi trải nghiệm, mình cài đặt và mình test cái con máy này cho mọi người xem. Sau đó thì mình sẽ tháo bên trong để khi cái nhu cầu mình nâng cấp thì có đáp ứng được cái nhu cầu mình hay không. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi trải nghiệm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử chúng ta đi trải nghiệm, tại vì số lượng mình cũng có hạn. Nếu mà chúng ta nhìn sơ cái chiếc máy này thì chúng ta thấy cứ nhầm tưởng nó là những chiếc máy mà nó giống như những chiếc máy được bày bán ở các trung tâm điện máy hay là những cái cửa hàng. Nhưng mà thực tế nó là một chiếc Dell Latitude nha mọi người, chứ không phải là chiếc Dell Inspiron đâu. Mọi người cũng thấy là bên dưới của nó có Latitude nè, 3400. Đó. Chiếc máy này được nhập ở nước ngoài về. Ok, mình sẽ bóc thử một chiếc, mình cài đặt và mình test các chức năng cho mọi người xem, để mọi người nghĩ là một chiếc máy mà nhập khẩu hay là những chiếc máy cũ ở nước ngoài về thì mình thấy là nghĩ là nó sẽ rất là cũ hoặc là nó rất là xấu. Ok, bây giờ mình cài đặt và mình test cái chiếc máy này cho mọi người xem. Mọi người thấy là hình thức máy rất là đẹp. Một xíu nó xong rồi mình test các chức năng cho mọi người xem. Tại vì cái máy này ở nước ngoài về cho nên là nó chưa có được cài đặt gì hết. Nếu mà đeo thì mình bấm F12 để mình cài. Sau khi mà cài đặt thành công rồi đó thì mình sẽ tháo cái chiếc máy để mà mình cho mọi người trải nghiệm bên trong, xem khi mà cái nhu cầu của mình thay đổi, nâng cấp thì có đáp ứng được hay không.
giống như những lần trước mình cũng có nói đó, là để phục vụ cho cái nhu cầu về đồ họa hay là gaming thì chúng ta ráng chúng ta mua một chiếc máy tầm khoảng 15 đến 20 triệu. Tuy nhiên là với một cái ngân sách nó hạn hẹp hơn 10 triệu, nhưng mà cái nhu cầu của mình thì lại rất là cao đó. Cho nên là mình phải cân nhắc để mà mình mua một chiếc máy sao cho nó phù hợp. Do là những chiếc máy này ở nước ngoài về thì có chiếc máy thì đã được cài, còn có những chiếc máy thì trắng, cho nên là mình cần phải cài đặt lại. Có những cái bước thì nó hơi dài, cho nên là mình có thể mình sẽ tua nhanh, cho nên là mong mọi người thông cảm, tại vì thời lượng video cũng có hạn, cho nên là mình không thể nào mà mình 100% mà để cho các bạn trải nghiệm hết được, cho nên những cái bước mà không cần thiết thì mình tua nhanh qua. Sau khi mà mình boot vô cái này thì mình cài đặt thôi, nó đơn giản thôi, mình bung cái bản cài đặt sẵn ra. Thì như mình cũng có nói là với những cái Windows này là nó được kích hoạt. Tuy nhiên là cái Windows là mình phải Windows thì nó được kích hoạt, còn cái Office thì lâu lâu thì mình phải kích hoạt lại. Bây giờ mình xóa thì mình cài lại thôi. Cũng nói thêm một cái lưu ý, đó là các bạn mà mua máy tại Nhân Laptop Bàn Trọn Đời thì các bạn sẽ được hỗ trợ miễn phí vệ sinh cài đặt máy trọn đời. Đó là một cái dịch vụ mà không phải chỗ nào cũng có, cho nên là các bạn yên tâm mà mình xài. Vậy là khởi động vô là nó có Windows rồi. Rồi mình kết nối mạng Wi-Fi. Rồi cái mình cập nhật driver là xong. Rất là đơn giản. Đó, mọi người thấy không? Thì cập nhật xong rồi bắt đầu. Bây giờ nè, mình kết nối Wi-Fi. Kết nối Wi-Fi xong rồi mình test cho mọi người xem. Nhân laptop Amok 123. Này là mình chia cái ổ cứng ra. Chia ra làm hai. Một ổ C thì tầm 100 GB, ổ kia tầm khoảng 150 GB. Tại cái ổ cứng SSD này là 256 GB nha mọi người. Xíu mình sẽ tháo ra cho mọi người trải nghiệm luôn. Bây giờ mình cứ cập nhật hết driver này thôi. Thì với cái chiếc máy này nó chạy cạc đồ họa rồi, đó là Nvidia GeForce MX130 có tốc độ là 2GB
thực ra 2GB, nhưng mà khi mà mình chạy Turbo Boost thì nó lên tầm khoảng gần 4GB. Bởi vì sao? Bởi vì theo như mà đánh giá của các nhà sản xuất đưa ra thì với cái card GeForce MX 130 thì nó nhanh gấp 2.5 lần so với cái card UHD Graphics. Thì cái card UHD Graphics là cái card onboard mà chúng ta thường thấy các máy đời mới bây giờ đó. Mọi người lưu ý, nó mạnh hơn 2.5 lần so với UHD Graphics 620. Từ từ để kết nối internet rồi cái rồi mình cập nhật. Cập nhật hết cái driver rồi nè. Thì mình bắt đầu mình test máy thôi. Mấy lần trước mình cũng hướng dẫn, mình chỉ cho mọi người test máy đó. Đầu tiên là mình mở YouTube lên. Chứ không phải mình đi mua một cái chiếc máy cũ nhập khẩu thì một chiếc máy của nó sẽ thiếu cái này, hư cái nọ, hư tùm lum hết thì làm sao mà xài được. Đầu tiên thì mình thử cái loa. Mình thử cái loa rồi mình ở bên dưới nó có nè. Mình kê cái lỗ tai lên mình nghe. Đó. Mình kê hai cái loa mình kê lên tai thử coi cho nó nghe. Sau đó thì mình test bàn phím. Mình test bàn phím. Rồi test camera. Nó những cái mà cần thiết nhất của một chiếc máy thì mình test cơ bản như thế này. Đây. Thì đó mình test. Thấy không? Sau khi mà test những cái chức năng này nó đầy đủ, nó ngon lành rồi đó thì mình nhảy qua mình test camera. Thì camera nó sẽ có luôn cái phần test micro. Tại vì nhiều khi mình học online hay là mình hợp hành thì phải có, nó camera nó có nè mọi người thấy không. Thì bên trái này nó sẽ có cái phần online mic test. Mình test cái mic. Mình cho phép luôn. Đó, mình thấy cái nó có cái sóng nè, nghĩa là ok. Thì cái phần mọi người thấy là âm thanh nó cũng rất là to. Ok, trên đây thì chúng ta có thể chúng ta test được cái phần màn hình LCD gì đó, mình gõ đại nó LCD. LCD test nè. Thì nó ra mấy cái này thì mình sẽ test, tại vì cái này nó có chuyển màu. Trong cái màu này nó có chuyển sẵn thì nó chuyển như vậy thì làm cho mình nó quét như vậy thì làm cho cái mình biết nó có điểm chết hay không. Đó, mọi người có thể mọi người test, nó test lên từng màu, nếu có điểm chết thì mình sẽ thấy rất là rõ. Ok, đầu tới tiếp nữa là mình test những cái cổng kết nối, mình lấy USB này mình cắm vào. Đó, mình thấy nó có chớp đèn nè. Chứ không phải đi mua chiếc máy cũ rồi cái là nó hư hao, nó thiếu cái này thiếu cái kia, chúng ta thấy là chớp hết. Rồi chúng ta kỹ nữa thì chúng ta sẽ test mạng LAN hay là HDMI. Bên đây thì nó có cổng VGA luôn nè. Ok, bây giờ mình set down cái máy và mình tháo cái bên trong để cho mọi người trải nghiệm bên trong. Chúng ta cũng nhìn trải nghiệm bên trong nè. Do là những chiếc máy này được sản xuất cũng cái đời nó cũng khá rần. Nó gần đây cho nên là nó cũng có nhiều cái phần extend trong cái phần linh kiện phần cứng. Đầu tiên nói về cục pin. Cục pin này thì với một chiếc máy nhỏ 14 inch thì nó 42 Wh là hợp lý. Hợp lý. Hai cái khe RAM. Hiện tại là đang là 8GB thì chúng ta có thể gắn thêm một khe RAM nữa thành 16GB. 16GB thì chúng ta xài đồ họa nói chung là rất ngon rồi. Đây là cái phần cái quạt tản nhiệt.
vì nó cũng là chip U nên là cái phần tản nhiệt của nó cũng không có được hoành tráng như những chiếc máy dòng máy chạm thực thụ như là Dell Precision hay là HP ZBook hay là những dòng workstation của Lenovo ThinkPad. Đây là cái khe M2 hay còn gọi là MVME. Cái ổ này chúng ta có thể cài cái Win hiện đang nó có 256 sẵn rồi. Đặc biệt chiếc máy này nó đang có cái khe sẵn chờ cho mình 2.5 nè. Thì nó có cái rắc sẵn luôn, thì chúng ta nếu mà nhu cầu mà chúng ta làm đồ họa thì chúng ta cũng lưu trữ dữ liệu nhiều, cho nên là chúng ta mua cái ổ HDD á, 2.5 chúng ta gắn vào đây thì cái giá thành nó cũng rẻ hơn cái ổ SSD. Hai cái loa hai bên, những cái cổng kết nối đều nằm ở hai bên nè. Thì chúng ta thấy cái phần tản nhiệt của nó, ở đây nó có cái tản nhiệt đi ra nè. Nên có dặn với mọi người là đừng có để máy trên niệm. Khi mà chúng ta để máy trên niệm nó sẽ không có thoát hơi ra được. Bởi vì chúng ta thấy nè, đây để vô thì cái quạt của nó thổi ra mà nó không hút ra được cái hơi, thì nó có ứ trong đó thì nó là sẽ làm cho máy rất là nóng và có thể là tắt cái máy của mình. Mong là với cái trải nghiệm này thì mình sẽ có thông tin để mình mua một chiếc máy nó phù hợp. Ok, cảm ơn mọi người. Mong là với cái trải nghiệm ngắn vừa rồi thì chúng ta sẽ có thêm cái thông tin để mình tìm mua một chiếc máy cho nó phù hợp. Thực ra thì sau cái video vừa rồi thì cũng giải quyết cho mọi người một cái câu hỏi là nhiều khi trong đầu mọi người cứ ngời ngợi là mua một chiếc máy cũ thì nó sẽ rất là cũ, hình thức bên ngoài nó rất là xấu, chất lượng của nó cũng dàn dựng rồi đầu này qua đầu kia, rồi nói chung là máy nó không có được nguyên zin. Cho nên là những chiếc máy này cửa hàng là nhập nguyên con từ nước ngoài về, thì chúng ta cũng thấy là vừa mình đi trải nghiệm đó. Nếu mà các bạn cần hỗ trợ hoặc là cần trải nghiệm thực tế thì các bạn có thể ghé cửa hàng chúng ta, cài những phần mềm, những ứng dụng lên để xem có nhu cầu của mình có đáp ứng được hay không. Đến đây thì cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ là đừng quên like và đăng ký kênh YouTube của Nhân Laptop và Anh Chọn Rời để theo dõi nhiều cái video hữu ích hơn nữa. Xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.